Mình còn nhớ là mẹ có cho mình một cái rương đồ mà. Là cái rương này. Mẹ ơi, xin mẹ phù hộ con, mong rằng là bức tranh mà con cần tìm. Mẹ hiển linh rồi. Anh Lý Tam, em biết ngay là nhà em có tranh mà. Lần này cuối cùng mình cũng làm được rồi. Nói ra cũng kỳ lạ, tại sao vua trộm Lý Dân Phi lại vẽ hai bức tranh giống hệt như nhau chứ? Cô ơi, cô cần giúp cái gì không? Anh là ai vậy? Tôi là khách mời của cha cô. Đúng lúc đi ngang qua đây, nhìn thấy cô đang tìm đồ, cho nên bước vào xem thử cô cần giúp đỡ gì không? Tôi nhớ là tôi đóng cửa rồi mà. À, có thể đã bị ai đó mở ra. Tôi kêu lên đó, người đâu? Khốn kiếp! Anh ta cẩn thận đó. Chết tiệt. Anh ta mà. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Có ai không? Đi theo tôi. Đứng lại. Đứng lại. Khốn kiếp, cậu nghĩ đây là chỗ nào? Cậu chán sống rồi sao? Có chuyện gì hả? Thật không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Khốn kiếp thiệt mà. Nè, nhóm con, dám gây chuyện ở phủ đại soái sao? Cậu cũng to gan lắm, bắt lại. Đó. Cha, anh ấy là bạn của con. Thật ra có chuyện gì, tại sao lại đánh nhau chứ? Cũng tại hắn định làm càn. Cha không
không được tha cho hắn đâu. Là hắn sao? Hả? Cậu? Nè, tướng quân Nobuo. Khốn kiếp! Người này nhìn rất quen mặt. Mã đại soái là bạn thân của chúng ta, sao còn lại làm ra chuyện như vậy với con gái của ông ấy chứ? Mau xin lỗi Mã tiểu thư cho tôi. Bẩm tướng quân, tôi vừa gặp Mã tiểu thư đã yêu, muốn cưới cô ấy làm vợ, chứ không hề có ý cợt nhả. Tại tôi quá lỗ mãng, nếu lúc nãy tôi khiến cô sợ hãi thì xin tha thứ. Tuy nhiên tôi rất thật lòng với cô. À, thì ra là như vậy. Đại soái, chúng ta đã là bạn tốt. Kazuo Uchi thuộc hạ của tôi vừa gặp đã yêu con gái của ông rồi. Đây là chuyện tốt mà. Theo tôi được biết thì cô ấy vẫn chưa xuất giá. Nói theo kiểu của ngựa ở đây thì là thiếu nữ chờ xuất giá. Hả? Tướng quân Nobuo nói rất phải. Đúng là con gái tôi vẫn chưa xuất giá. Tuy nhiên mấy chuyện hôn nhân này thì phải đôi bên tình nguyện, cho nên người làm cha như tôi cũng không thể làm chủ. Chẳng lẽ hắn nhận cho mình sao? Đại soái, vị khách quý này là... Anh ấy chính là vị hôn phu của tôi. Ồ, thì ra Mã tiểu thư đã đính hôn rồi. Đúng. Tụi nó đã đính hôn rồi, sắp sửa thành thân rồi. Ban đầu định là 3 ngày sau sẽ làm lễ thành thân. Ờ, vậy thì tốt. Đại soái, dù sao chúng ta cũng là bạn, vậy thì 3 ngày sau chúng tôi nhất định phải tới phủ để chúc mừng ngày vui của Lệnh Thiên Kiếm. À. Cậu Uchi à, cậu chậm chân mất rồi.